Đã xem hết video của mình, và nếu như video lần này hữu ích với các bạn thì các bạn hãy ấn like và subscribe cho channel của mình, và đừng quên ấn nút chuông để luôn luôn nhận được những thông báo mới nhất trên channel của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.